Các bạn đang lắng nghe chương trình hướng dẫn đăng ký tham gia Webila hội thảo trực tuyến mỗi ngày một câu chuyện, giọng đọc Chun Quần. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Ở trong video này thì Chun sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cái cách để chúng ta tham gia vào cái buổi Webila hội thảo trực tuyến trong chương trình mỗi ngày một câu chuyện của chúng ta nhé. Thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào một cái website của em Chun, đó là chunquần.com, số chéo level 1, đúng không ạ? Level 1. Lúc này thì cái trang này nó sẽ hiển thị ra để cho chúng ta có những cái thông tin. Thì ở trong cái buổi hội thảo này thì Chun sẽ chia sẻ những cái nội dung về cái cách để chúng ta có thể biết viết kịch bản, làm video. Cái thứ hai là chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta nắm được cái công thức để chúng ta chia sẻ cái câu chuyện của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ trở thành một cái nhân vật thu hút trong mắt khách hàng. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ học cái cách để chúng ta quay video, đúng không ạ? Quay video thì chúng ta cần có những cái lưu ý gì và những cái bước gì, thì ở trong cái video đó thì chúng ta sẽ được xem, đúng không ạ? Và cái buổi thuyết trình này thì Chun sẽ chia sẻ thêm nhiều cái cơ hội và những cái phần quà hấp dẫn trong cái chương trình này. Và anh chị và các bạn có thể nghe một số những cái cảm nhận của các anh chị học viên ở đây. Hiện nay thì chương trình đã giúp được rất nhiều anh chị, đã thay đổi được cái quá trình làm video của mình. Đặc biệt là cái sự tự tin trong cái quá trình mà chúng ta rèn luyện, thì chúng ta tự tin chia sẻ cái câu chuyện và kết nối bên trong với bên ngoài thì chúng ta làm nó sẽ hiệu quả hơn, đúng không ạ? Và anh chị ấn vào cái nút đăng ký nhé, ấn vào cái nút đăng ký ở đây này. Đó. Khi mà cái nút đăng ký này nó hiển thị ra ấy, thì cái buổi hội thảo trực tuyến này ấy, thì Chun sẽ tổ chức hoàn toàn online. Do vậy anh chị hãy điền cái tên của mình, hãy điền ghi rõ cái họ tên của mình nhé. Ví dụ như là của em Chun là Nguyễn Xuân Hoàn chẳng hạn thế, đúng không ạ? Nguyễn Xuân Hoàn, anh chị ghi rõ họ tên nhé. Hoặc anh chị ghi tên đệm của mình cũng được, ví dụ như Xuân Hoàn chẳng hạn thế. Đấy. Sau đó thì anh chị nhớ là điền giúp em Chun là cái email nó phải thật chính xác, thì anh chị mới nhận được cái thông tin của cái chương trình hội thảo và các cái thông tin sau này khi mà chúng ta tham gia vào cái chương trình mỗi ngày một câu chuyện, đúng không ạ? Hoàn Sky Online chẳng hạn, đúng không ạ? Chun sẽ điền cái email này, điền thật chính xác nhé. Sau đó chúng ta ấn là register now, tức là lúc này chúng ta sẽ là đăng ký đấy, đăng ký ngay bây giờ ấy. Chúng ta ấn vào đây, khi đó thì nó sẽ hiện ra là một cái thông tin là cảm ơn bạn đã đăng ký thành công đấy, và hãy kiểm tra email, tức là chúng tôi đã gửi một cái email thông tin webinar đến cái địa chỉ email mà của chúng ta đấy đã điền đấy. Thì anh chị thấy là cái chương trình này nó sẽ diễn ra vào ngày 28, vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2021 chẳng hạn, thì là cái buổi khai giảng này nó sẽ được diễn ra. Thì chúng ta bây giờ chúng ta có một cái nhiệm vụ là chúng ta sẽ vào cái phần gì email của chúng ta nhá. Anh chị truy cập vào cái phần email của anh chị, mở cái Gmail của anh chị ra. Đó, thì lúc này là cái tài khoản Gmail của chúng ta ấy nó sẽ nhận được một cái email là của Chun Quần này, xác nhận đăng ký buổi khai giảng K06 mỗi ngày một câu chuyện. Thì lúc này nếu như mà các khóa tiếp theo thì anh chị sẽ nhận được email là xác nhận đăng ký buổi khai giảng khóa bao nhiêu đấy, mỗi ngày một câu chuyện. Đó, chúng ta sẽ kích vào đây và chúng ta ấn là xin chào. Đấy, chúng ta ấn xác nhận nhá, chúng ta ấn xác nhận cho Chun này tham gia hội thảo trên web, đúng không ạ? Đấy, chúng ta ấn vào xác nhận. Đó. Thì cái buổi hội thảo này ấy, nó sẽ hiện ra, và khi nó hiện ra nó sẽ thông báo là chúng ta là còn 5 ngày 8 giờ và 5 phút 37 giây, tức là chúng ta sẽ diễn ra cái buổi hội thảo này sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 8 2021 lúc 20 giờ, đúng không ạ? Thì cái này thì chúng ta phải đợi đến ngày đó thì buổi hội thảo nó mới diễn ra. Thì chúng ta có thể tham gia đọc thêm một cái email nữa mà hệ thống nó gửi đến, tức là chúng ta ngoài cái phần là check email ở phần chính thì chúng ta sẽ check email thêm ở phần quảng cáo cho Chun, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ thấy một cái email, có một cái email là Chun Quần này, chúc mừng Nguyễn Xuân Hoàn đăng ký tham dự webinar mỗi ngày một câu chuyện. Thì ở đây Chun có gửi thêm một cái email là chúc mừng nữa. Thì trong cái email này
thì anh chị và các bạn đọc, và thứ hai nữa là có một cái đường link là để chúng ta tham gia nhóm Zalo, thì anh chị chú ý là chúng ta tham gia nhóm Zalo nhé, để chúng ta gì khi chúng ta kích vào đây chúng ta truy cập thì chúng ta hãy lấy cái điện thoại của chúng ta ra và chúng ta quẹt cái mã QR code này, đúng không ạ? Thì lúc này anh chị tham gia vào cái nhóm này thì đến lúc mà tổ chức cái buổi webinar nó diễn ra ấy, thì ban tổ chức sẽ thông báo cho anh chị và các bạn cái đường link truy cập. Thì cái đường link truy cập ấy, nó chính là cái gì ạ? Cái email. Nó chính là cái email mà cái xác nhận thông tin ấy. Đây phần chính này, xác nhận thông tin chính là cái email này. Đến lúc mà đến giờ ấy, là chúng ta sẽ kích vào trong cái link này thì nó sẽ xem được cái buổi hội thảo đó. Tức là lúc đó nó diễn ra thì anh chị kích vào thì nó sẽ xem được. Đúng cái giờ đó thì anh chị tham gia vào cái buổi webinar thì nó sẽ được diễn ra. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã đăng ký tham dự cái buổi webinar của chương trình Mỗi Ngày Một Câu Chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong chương trình.